vòng loại World Cup, Hùng Dũng chơi không đủ 90 phút. Trong trận đấu lượt đi trên đất Thái, Công Phượng đã vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Tiến Linh. Đó là trận đấu mà số 10 của đội tuyển Việt Nam đã chơi xông xáo nhưng không có được đầy đủ cảm giác. Chúng ta cần phải rất cảnh giác với những tình huống như thế này. Thái Lan tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự đội Việt Nam và thường xuyên những pha đổi hướng để chúng ta lơi lỏng. Tuy nhiên vừa rồi thì toàn đội đã rất tập trung. Đây là một kiểu đá của Thái Lan mà trước đây Việt Nam rất hay bị thua. Họ kéo giãn về hai phía và nhả ngược lại để trung lộ dứt điểm. Có thể nói một trong điều nổi bật của ông Park Hang-seo đó là khi dẫn dắt Việt Nam, ông luôn khiến cho đối phương rất khó chơi bóng. Nhiều đội bóng không phải là chính mình mà không hiểu vì sao. Và sau đó huấn luyện viên bực dọc, có người còn bỏ cả họp báo. Chanathip, pha chuyền bóng khôn ngoan của Chanathip. Đó là pha cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cho rằng bóng đá chạm chân đội bàn trước khi ra ngoài sân. Cũng có thể là đúng như Quế Ngọc Hải phân trần, bởi vì vị trí tiếp bóng cuối cùng nằm ở điểm khuất. Thiraton. Quả trái bóng của Thiraton có thể nói là rất lợi hại. Tiếp tục là Thiraton. Tuấn Anh đã bọc lót. Quang Hải. Narabadin, cầu thủ không có nhiều cơ hội đá chính ở vị trí bên phải nhưng ngày hôm nay đã chơi tốt. Trọng Hằng. Đường chuyền của Trọng Hằng dành cho Nguyễn Phong Hồng Duy là hơi khó. Hồng Duy lúc này đang được bố trí đá lệch bên phải, chơi nghịch chân. Quang Hải được kéo lùi xuống đá giữa với Tuấn Anh. Trọng Hoàng đã ngoài 30 tuổi nhưng tinh thần chiến đấu cũng như sức khỏe vẫn cực tốt. Nếu sau lượt trận này, kết quả các trận đấu ở bảng G sẽ được giữ nguyên với phần thắng thuộc về Malaysia trước Indonesia, còn đội tuyển Việt Nam chia điểm trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ là đội đầu bảng. Malaysia sẽ cải thiện đáng kể được vị trí của mình. Họ vươn lên vị trí thứ hai. Trọng Hoàng. Không được. Một tình huống mà Bùi Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm của đội bạn. Rất tiếc là Bùi Tiến Dũng đã bị vấp bóng trong một tình huống mà anh cố gắng vừa di chuyển vừa nhìn đồng đội để không việt vị. Hôm nay là một ngày mà sân quốc gia Mỹ Đình đã bị quá tải.
rất nhiều người đứng ở các cửa ra vào, và thật sự là một điều rất dễ hiểu thôi, bởi vì đá với Thái Lan bao giờ cũng là một trận đấu vô cùng đặc biệt. Nhìn rộng ra thì sự ganh đua giữa Việt Nam và Thái Lan cũng là một điều tốt, thúc đẩy sự phát triển của hai nền bóng đá trong bối cảnh mà cả hai đất nước đều đang muốn vươn mình về nhiều mặt. Hồng Duy. Hồng Duy đá bên cánh phải là điều mà ít ai ngờ. Nhưng Van Sar đang sử dụng anh như vậy. Huấn luyện Van Sar luôn có những cách xử lý và dùng quân ban đầu là không tưởng, nhưng cuối cùng ông vẫn thành công. Không ai có thể tưởng tượng ông lại sử dụng một người như Tuấn Anh làm vai trò đánh chặn, một người mà chúng ta ngỡ rằng chỉ thiên về kỹ thuật nhưng vẫn đánh chặn thành công. Và hỗ trợ kịp thời của Hồng Duy. Lần đầu tiên trong trận đấu, Thái Lan có cơ hội để tung ra một cú đá miếng đánh rất quen thuộc của Thái Lan. Đây là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã có khoảng cách xa với đội bạn. Thiraton. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng. Thiraton. Pha thoát đi không thành công của Chanathip. Trong đội hình của Thái Lan có những cầu thủ còn trẻ. Ekanit Pania 20 tuổi bằng tuổi Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên về cơ bản có thể nói đây là trận đấu giữa sức trẻ của Việt Nam và kinh nghiệm của Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan đến lúc này đã phát huy được sự già dơ. Đội Việt Nam cũng đã thành công với đấu pháp của ông Van Sar. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận khách quan là rất nhiều vị trí sẽ còn có thời gian trưởng thành hơn và sẽ còn chơi tốt hơn thời gian tới. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi là của Subhachok. Tuấn Anh đã rất kiên định với hướng phòng ngự của mình. Ở những phút vừa qua thì đội tuyển Thái Lan đã cố gắng tạo ra được những pha bóng kiểm soát và cố gắng đưa trái bóng đến gần hơn với khu 16-50 của Đặng Văn Lâm. Nhưng tình huống dứt điểm gần nhất cũng phải là một tình huống sút bóng từ xa. Trước đây thì những pha sút xa của các tuyển thủ Thái Lan luôn khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn. Nhưng thế trận đó vào thời điểm này không còn quá mới lạ, không còn quá bất ngờ với cách chơi của đội quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Thiraton. Pha bóng an toàn của Duy Mạnh. Những gì đang diễn ra thực sự là cuộc đối đầu của hai đội bóng mà cầu thủ đã rất hiểu nhau. Thiraton. Manuel Thompia. Thanabun. Sự lạnh lùng của mình,
Cầu thủ Thái Lan đã đưa trái bóng đến rất gần với khung thành của Đặng Văn Lâm. Đầu tiên là pha cản phá của Đặng Văn Lâm. Cú đá trượt tiếp theo. Và ở tình huống cuối cùng thì Narubadin đã không thể thắng được pha chơi bóng có thể nói là cực kỳ bản lĩnh của Đoàn Văn Hậu. Lại là Thinaton. Văn Lâm đã kịp phạt ra nhưng thì phút sóng gió liên tục trước cầu môn của đội Việt Nam. Đây là lúc rất cần hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tỉnh táo. Đối phương đang cố gắng phát huy những gì được gọi là lọc lõi nhất của họ. Hoan hô Đặng Văn Lâm thêm một lần nữa. Thinaton thực sự là rất già sơ. Quả đá phạt góc trước hướng ngay vào cột gần, bóng quặp vào trong. Nếu Đặng Văn Lâm không cảnh giác có thể sẽ có nguy hiểm. Và ở tình huống tiếp theo thì là trái bóng hướng về phía góc xa. Cả hai pha bóng thì Văn Lâm đều làm chủ được tình hình. Chà đá tiếp. Xuất sắc. Thêm một lần chúng ta hoan hô Đặng Văn Lâm. Một tình huống không hề đơn giản, nếu để bóng nảy lên thì thực sự đã là một pha bóng ngoài sự kiểm soát. Nhưng Đặng Văn Lâm bắt đúng thời điểm trái bóng đập đất nảy lên. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Park Hang-seo đang ra dấu cho các học trò của mình chơi chậm lại. Thời gian đã ở nửa cuối của hiệp 2. Kết quả hòa trước Thái Lan sẽ giúp chúng ta tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng. Cú nhà bóng vào ngực của Tiến Linh, Công Phượng. Anh Đức sẽ vào sân. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của anh Đức trong màu áo đội tuyển. Anh đã viết như vậy trên trang cá nhân vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn vì tất cả. Chúng ta cùng hy vọng anh Đức khi vào sân thay cho đàn em ở Bình Dương là Tiến Linh sẽ là được cái gì đó ở những phút còn lại trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp quốc tế của anh. Anh Đức là người đã ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan ở bán kết Kings Cup. Tình huống ở những giây cuối cùng. Tôi nghĩ rằng vào lúc này thì Cao Win vẫn đang còn bị ám ảnh bởi tình huống để thua đó. Đến lúc này ông Nishino vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát. Pha tranh chấp của Quang Hải. Thinaton. Rất hay. Trọng Hoàng. Thái Lan thay cầu thủ đầu tiên vào sân là số 21 Sivakorn. Sự thay đổi hàng tiền vệ, Sivakorn vào sân thay cho Ekanit Pania. Lượt đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, với những trận đấu tại bảng G, đội tuyển Việt Nam sẽ không chơi ở trận đấu vào những ngày đầu tiên của những lượt đấu đầu tiên trong tháng 3. Ở lượt đấu đó thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp Malaysia, trong đó Thái Lan gặp Indonesia. Không được. Cú đá của Tuấn Anh. Chúng ta xem lại phát dứt điểm của Tuấn Anh. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam nếu thắng hoặc là hòa
thì tập đoàn Ecopark sẽ thưởng cho ông Park Hang-seo 400 triệu đồng. Thủ môn Văn Lâm nếu giữ sạch lưới sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Nguyễn Phong Hồng Duy. Phút thứ 87 và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay sẽ được nhận 200 triệu đồng tiền thưởng của nhãn hàng bình nước nóng Rossi thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành. Cầu thủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình. Tirasin đang đà chơi quá kinh nghiệm. Bóng đá nằm hòn trong tay của Đặng Văn Lâm. Chúng ta cùng hướng đến một chiến thắng của đội tuyển và mong chờ Lão Trần Anh Đức sẽ làm được một điều gì đó đi phút còn lại. Nếu Việt Nam thắng thì tập đoàn Citigroup sẽ trao thưởng cho đội tuyển 1 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng DIC sẽ trao thưởng 500 triệu đồng và tập đoàn TTC tăng thưởng 400 triệu đồng. Trong trường hợp mà trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì đây cũng là một tỷ số không tệ với cầu thủ Việt Nam. Thẻ vàng vừa rồi là của anh Đức. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì khoảng cách giữa hai đội Việt Nam và Thái Lan sau lượt trận này vẫn là 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo, khi mà đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong khi Thái Lan được tiếp đội yếu nhất bảng là Indonesia, khoảng cách đó hoàn toàn có thể sẽ bị san bằng. Với tình hình tại bảng G thì cho dù người ta chú ý nhiều đến Việt Nam và Thái Lan, Malaysia vẫn là một đối thủ tiềm tàng và hoàn toàn có thể vươn lên. Đây là trận đấu cuối cùng của Việt Nam trong năm 2019 và tháng 3 năm sau Việt Nam mới đá trở lại thi đấu với Malaysia tại Kuala Lumpur. Đài truyền hình cơ số VC sẽ tiếp tục gửi đến khán giả trận đấu này, trận đấu khó khăn nhưng cũng đầy thú vị lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Công Phượng, Trọng Hoàng. Thái Lan thay cầu thủ thứ hai. Trọng Hoàng đã phạm lỗi đúng thời điểm với Chanathip Songkrasin để cắt đứt một pha phản công. Sẽ có 2 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Cầu thủ Thái Lan rời sân là Subachok và sân là số 11 Bokdin Phala. Sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh phải của Sivakorn. Những giây cuối cùng, Anh Đức, Công Phượng,
Người đang di chuyển là Nguyễn Phong Hồng Duy. Công Phượng đang di chuyển bên trong. Qua người. Rất đẹp, Trọng Hoàng. Không kịp. Có lẽ là không còn đủ thời gian để một trong hai đội có thể tạo ra được sự khác biệt. Và như vậy là ông trọng tài người Oman Ahmed Ankap đã nổi tiếng ngoài bán cuộc.